Vâng, xin chào anh chị, em là Dũng đến từ Gốm Hoàng Phát. Hôm nay Dũng sẽ quay anh chị một đôi lục bình Phúc Đức men lam bóng với họa tiết chữ Phúc và chữ Đức là họa tiết chính trên đôi lục bình. Đặt dưới là hoành phi và các họa tiết như là hoa phù dung này, phía trên còn có câu đối là Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh. Còn bên này là Đức thừa tiên tổ thiên yên thịnh. Đôi lục bình có chiều cao 1m40, đường kính 40cm anh chị nhé. Rất thích hợp với cái ban thờ có chiều ngang 1m53 hoặc 1m75 anh chị ạ. Thì em xin quay cái phần bên cạnh và phần sau cho anh xem. Một bên của cái phần hoành phi là kiếm, một bên còn lại là bút, tượng trưng cho bên là văn, bên là võ. Còn các họa tiết phía dưới như là họa tiết cá chép này, họa tiết hoa sen này. Phía sau còn có họa tiết chim hạc và họa tiết chim phượng hoàng. Đấy, anh chị nào có nhu cầu ấy, tìm các đôi lục bình có chiều cao 1m40, 1m50, 1m6 hoặc hơn 1m8 thì liên hệ ngay với Gốm Hoàng Phát anh chị nhé. Mời camera quay thật rõ cái phần của đôi lục bình này, chữ Phúc mà bên chữ Đức cho quý vị anh chị cùng xem. Vâng, các anh chị nào có nhu cầu tìm các đôi lục bình thì nhớ liên lạc ngay với Gốm Hoàng Phát anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị video sau.